Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Rộ khoảnh khắc Puka Jin Tuấn Kiệt lục đục, thái độ đàn gái gây chú ý. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, phép cẩu lương giữa đám đông kể từ ngày công khai về chung một nhà. Kể từ ngày công khai hình ảnh cầu hôn, Puka Jin Tuấn Kiệt thường xuyên phép cẩu lương trên mạng xã hội hay tại các sự kiện, chương trình mà cả hai cùng tham gia xin tuấn kiệt puka thoải mái xuất hiện cùng nhau kể từ ngày công khai chuyện về chung một nhà mới đây trong hậu trường một chương trình netizen đã phát hiện khoảnh khắc cả hai lục đục nội bộ theo đó xin tuấn kiệt trong lúc nghỉ ngơi đã dành cho puka những lời ngọt ngào anh nhắn nhủ yêu quá hà thế nhưng puka lại bất ngờ trách móc đàn trai cô nhõng nhẽo yêu gì yêu mà hồi sáng anh quay xuống anh nạt em anh nói gì em quên rồi nhưng mà em thấy lớn tiếng cả hai bất ngờ lục đục nội bộ khi tham gia một chương trình truyền hình trước biểu cảm của puka xin tuấn kiệt cũng vội vã đến chính cho rằng anh chỉ hỏi lớn tiếng chứ không hề nạt bạn gái anh đang vội quá anh quay xuống anh hỏi bên nào thôi chứ ai mà dám nạt xin tuấn kiệt giải thích sau khi phát hiện thấy camera puka xin tuấn kiệt hốt hoảng nữ diễn viên nói quay cái đoạn mà gia đình tụi tôi có chuyện riêng tư đó à biểu cảm đáng yêu của puka trước xin tuấn kiệt khiến dân tình không nhịn được cười đây là lần hiếm hoi cô nàng công khai nhõng nhẽo với bạn trai giữa chốn đông người, đặc biệt là kể từ khi công khai chuyện yêu sau 4 năm giấu kín. Hình ảnh Diên Tuấn Kiệt cầu hôn Puka gây chấn động cõi mạng. Trước khi công khai chuyện về chung một nhà, Puka và Diên Tuấn Kiệt nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với loạt hình khó thể chối cãi. Dẫu vậy cả hai vẫn kính tiếng, không chia sẻ chuyện đời tư mà thay vào đó tập trung cho các dự án nghệ thuật bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo